Cánh đồng trồng thanh long quy mô lớn ở tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Trung Quốc đang nhanh chóng trở thành nước sản xuất quả thanh long, pita da hàng đầu. Theo tờ China's Southern Daily, Trung Quốc chỉ có 3.400 hectare trồng thanh long vào năm 2011. Năm 2018, tổng diện tích đã tăng đáng kể lên 40.000 hectare, dự kiến sẽ có thêm nhiều diện tích trong những năm tới. Năm 2019, tổng diện tích đã mở rộng lên 50.000 hectare, xếp sau Việt Nam hiện là nước sản xuất hàng đầu thế giới với tổng diện tích 55.000 hectare. Quả thanh long ở Trung Quốc chủ yếu được trồng ở các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông, Vân Nam, Quý Châu và Hải Nam. Có khoảng 20.000 hectare, hơn 40% tổng diện tích của Trung Quốc được trồng ở tỉnh Quảng Tây, một tỉnh ở Tây Nam Trung Quốc, ngay phía trên Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp Quảng Tây Jiandian, Niagricultural được thành lập vào năm 2012, là một trong những công ty hoạt động tại tỉnh này để liên doanh trồng thanh long thương mại quy mô lớn. Công ty là một trong những trang trại được thành lập sớm nhất trên diện tích 200 hectare ở làng Di, quận Ung Minh, cách trung tâm thủ đô thành phố Nam Ninh khoảng 60 phút. Giống chính được trồng là giống Đài Loan có tên địa phương là Hia Hong hay giống cành mềm và màu đỏ đậm. Trang trại thực hành các kỹ thuật sản xuất hiện đại bao gồm hệ thống dàn trồng mật độ cao, hệ thống tưới phân bón và tưới tiêu, sử dụng bẫy côn trùng và bẫy ánh sáng để kiểm soát sâu bệnh, chiếu sáng ban đêm bằng đèn LED để thúc đẩy cảm ứng ra hoa trong những tháng mùa đông, che phủ bằng nhựa trong suốt mùa lạnh để ngăn ngừa thương tích do lạnh và sử dụng lớp phủ trang kiến mặt đất để kiểm soát cỏ dại và duy trì vệ sinh trang trại. Công ty đã nhận được nhiều giải thưởng cấp huyện, tỉnh và quốc gia về sản xuất nông sản chất lượng cao và nhiều chứng nhận liên quan đến thực hành nông nghiệp tốt, quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm và hệ thống truy xuất nguồn gốc. Trang trại cũng có chức năng như một hạt nhân và trung tâm đào tạo để bổ sung năng lực cho những nông dân xung quanh đã mạo hiểm sản xuất thanh long.